Hello, xin chào mọi người. Ui giời, gì mà nó ghê dữ. Đây, xuống quả gốc cây này, nhìn ghê quá. Đi chậm thôi em ơi, nặng quá, đi từ từ thôi. Mọi người ạ, cứ xuống dốc cái là mình đuổi, khó đuổi luôn, không kịp. Trượt bánh trên này, em nó đi số mấy nữa. Được. Mọi người thấy anh em mình đi ẩu không? Đường thì dốc mà đi ẩu ghê cơ. Anh em thấy anh em mình đi ẩu quá, mọi người cho mấy cục gạch, mấy cục đá vào để cho anh em đi đỡ ẩu nhá. Này, hôm nay thì một em thôi. Xe cơ khí anh hùng thì đã chở chỗ khác rồi, chuyến sau sẽ lên đấy. Chuyến này thì mỗi một xe thôi, mình sẽ quay nhiều vào để cho mọi người cùng xem. Sẽ hôm nay sẽ có khả năng video tiếp theo sẽ có thêm một em xe anh hùng nữa. Đuổi mệt hết cả người luôn, khó đuổi ghê gớm. Sao nữa, đai vào à, đai vào nữa à, lỏng mày đai rồi, cái cột ghê. Ôi giời, nghe đây, nhìn không thấy gió mấy. Cái này mình cũng hơi lo ấy. Đi chậm tí em ạ, có cục đá hay to, nó lên một cái nó xuống một cái là nghiêng ghê lắm. Đó, anh em thấy ghê không? Cái này mà mình đứng đây xem còn thấy sợ chứ lái thì đừng có nói rồi. Hello. Đấy. Thế này mới vui. Đây, cái là Đông Xuân chứ không phải Đông Phong đấy anh em nhá. Nó nói lộn rồi á. Ui giời ơi. Ui. Đây xuống hố này. Ui giời ơi. Gớm. Đây, mình đi đằng trước thì đỡ sợ hơn, đi đằng sau sợ hơn. Đó, ui ui, vừa nhấc bánh luôn. Ui ui ui, sợ. Gáng thôi. Ui, cha ơi là cha. Từ thôi. Bây giờ cái này nó ấy tí rồi, mình sẽ cho thêm đá đi không vướng. Nhấc cái bánh lên thì chất dở. Nó nghiêng à? Đây, nhìn chỗ này này. Bánh dưới lún xuống cái là nghiêng. Chắc là có khi ở sẽ mua con mới, nhưng mà anh em ai sử dụng bánh đôi nhiều thì cho mình một bình luận đi xem mà bánh đôi có thể đi đỡ nghiêng hơn hay là nó vẫn bình thường như nhau. Anh em cho mình một bình luận để mình xem thế nào cho hay. Và mọi người xem là có cái xưởng nào mà đóng ngon á thì giới thiệu cho mình với. Này, chết chờ rồi. Mẹ nó. Đi mẹ nó. Cái này chắc phải lấy cuốc với cuốc mấy cái cục đá để đi thôi quá. Này ghê lắm rồi. Kiếm chỗ nào mà view thật hay, quay cho mọi người xem. Quả đâu rồi? Ui, xong rồi, bị cạ vào đây rồi. May quá, không bị cạ. Em bị cạ vào đây luôn.
Ơi cả cầu rồi anh em nha. Đủ thế này mà sâu ghê chứ à. Cả cầu rồi anh em à. Đấy bị cả cầu. Mọi người xem. Này này. Bám vào trong em ơi. Ngoài nó rất yếu lắm. Nó ngoài yếu này. Đây là thằng em nhé mọi người nhá. Đấy, xe này cũng là hơn 1 tuổi rồi. Ngày xưa em này dùng cái quả xe của Gara Đông Xuân ấy, là mọi người cứ tìm kênh mình là nó sẽ có nhá. Xe kia rất là dài, to nữa. Cầu Ifa L50. Mà không chở được thì mới mua con này, đổi lấy con này nhá. Đấy. Mà được cái con này thì cầu nó nhỏ mà nó đi tốt thật. Cầu to chưa chắc đã tốt đâu mọi người nhá. Cầu nhỏ thì nó đỡ phá hộp số hộp lai hơn. To nó hơi phá nhiều. Xe cỡ chở tầm trung này thì 3 tấn 4 tấn này thì... Ôi xong. Ôi chắc là mày phải nghỉ ngơi một tí đã. Tí nào mày, mọi người ạ. Đây này. Đi chậm thôi em ơi. Đường nghiêng ghê quá. Nhớ cái đoạn này nhớ bánh hơi bị nhiều ấy. May mắn nó không khoảng nhá. Này. Đây. Ghê thật. Nhớ quả bánh lên mà còn đúng là cái số nó còn đỏ đấy mọi người nhá. Không nằm mẹ xuống đấy thì chết dở. Ôi. Cái này chắc là mình không dám mua xe nữa đâu mọi người nhá. Vừa nói xong thì sợ quá. Thôi, đến giờ vẫn còn chưa sợ nha mọi người nhá. Giờ đi chậm thì nó đỡ anh em ạ. Này nó đi hơi nhanh chứ ẩu quá. Anh em ném gẹp, ném đá vào nhá. Để anh em còn biết là đi chậm vào nhá. Không thằng này đi ẩu quá. Ai đồ chết mẹ rồi, chỗ này nó lún sâu quá bên này. Ô kiểu này chắc đột bỏ thêm đá vào thôi. Hên quá mọi người nhá. Mong là an toàn. Một chuyến đến đường là gọi là cũng gọi là an toàn rồi đấy ạ.